Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ đem đến cho các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi về đường tài vận và đường tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Bước vào tháng 12, có 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công danh rộng mở, tiền bạc không ngừng thăng tiến. Nếu như những tháng trước chật vật thì tháng 12 tới đây, 3 con giáp sau đây sẽ tha hồ kiếm tiền bởi thần tài luôn theo gót chân để phù hộ những con giáp này. Thứ nhất là người tuổi Tỵ. Với những người sinh vào tuổi Tỵ luôn sâu sắc và quyết đoán và rất táo bạo trong cuộc sống. Họ thích theo đuổi những đam mê và những điều mới mẻ. Và trong sự nghiệp cũng như cuộc sống thì họ luôn không ngừng khám phá và nghiên cứu, tìm kiếm những cơ hội để vươn lên làm giàu cho chính bản thân mình. Và theo tử vi học dự báo thì từ tháng 12 tới, vận may của người tuổi Tỵ sẽ được bùng nổ và con đường tài chính rộng mở. Những cơ hội làm ăn lớn hay lương thưởng đều được tăng lên từ công việc cho đến cuộc sống. Mặc nhiên thuận buồm xuôi gió, và do đó quý nhân luôn bên cạnh phù trợ con giáp này, và bạn sẽ có những cơ hội nắm trong tay một khoản tiền lớn và sự giàu sang khiến ai ai nhìn vào cũng thèm và ngưỡng mộ. Thứ hai là người tuổi Thân. Trời sinh những người tuổi Thân là một trong những người tài năng mạnh mẽ và dũng cảm, và đối xử với những người khác bằng chính lòng nhân từ của mình. Về trên thực tế thì Thân rất nghiêm túc và chăm chỉ làm việc. Càng làm nhiều, Thân càng được thần tài theo gót để giúp đỡ con giáp này. Và con giáp này bước vào tháng 12 thì được sự chăm sóc nhiệt tình của những vị thần giàu có, cho nên tiền tài cứ ào ào ập đến vào nhà con giáp này, khiến cho chính họ cũng phải bất ngờ. Và trong công việc, Thân còn được sếp trên rất ưu ái, tin tưởng. Bởi vậy, họ tha hồ hưởng tài, hưởng lộc dồi dào và sở hữu nhà cao siêu xe và cuộc sống ấm no và sung túc. Thứ ba là người tuổi Hợi. Hợi là một con giáp thông minh và tốt bụng, rất quyết đoán và thường hay giúp đỡ người khác. Vì vậy, tuổi Hợi luôn được bạn bè yêu mến và có những người tốt xung quanh. Bởi với bản tính hiền lương thì Hợi được dự báo kể từ tháng 12 tới đây sẽ có quý nhân phù trợ thần tài giúp đỡ. Cho nên sự giàu có trong kinh doanh của con giáp này tăng lên một cách đáng kể. Về sự nghiệp thăng tiến và suôn sẻ, nhìn chung theo tử vi dự báo thì Hợi sẽ kiếm được một số tiền kha khá, tha hồ sống đầy đủ và sung túc. Về phần 2 là ba con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh từ giờ đến Tết Nguyên Đán. Và từ nay đến Tết Nguyên Đán năm 2020 thì có 3 con giáp làm bất kể việc gì cũng may mắn. Và những con giáp này đếm tiền mỏi tay trong dịp Tết. Thứ nhất đó là người tuổi Dần. Đầu năm và giữa năm nay, từ đường công danh, sự nghiệp đến gia đạo của người cầm tinh con hổ này gặp rất nhiều sóng gió. Đôi khi sự bộn bề này cứ vây quanh họ, khiến cho cuộc sống của con giáp này đảo lộn và không thể dứt ra được. Tuy nhiên, bù lại những vất vả ấy, đến cuối năm sẽ tan biến và sự nghiệp công danh của con giáp này dần trở nên thuận buồm xuôi gió và có nhiều chuyển biến cực kỳ tốt đẹp.
Và con giáp này gặt hái được những thành công rất lớn. Nhờ đó, số tiền bên trong của tài khoản ngân hàng của con giáp này nhảy lên ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh. Và con giáp này không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì, và chẳng những được thần tài luôn gõ cửa, mà người tuổi Dần còn gặp được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi các trò chơi trúng thưởng hay chơi xổ số thì rất dễ con giáp này có cơ hội thắng lớn. Thứ hai là người tuổi Thìn. Dù là một con giáp tháo vát giỏi giang hơn người, nhưng trong năm Kỷ Hợi dường như vận may của người tuổi Thìn chưa tới, thậm chí họ còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn và gian truân trong cuộc sống. Và trong những tháng cuối năm, càng gần tới Tết Nguyên Đán thì con giáp này lại được thần tài và quý nhân để mắt đến và chiếu cố. Thay vì vận hạn đeo bám thì mọi sự may mắn luôn dồn dập kéo đến, và cụ thể là từ sự nghiệp, công danh và gia đạo có nhiều bước chuyển biến tích cực. Càng về cuối năm thì tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và công danh, cộng thêm với tinh thần cứng rắn nên khả năng làm giàu của con giáp này chỉ trong một đêm là phất lên rất cao. Về công việc luôn suôn sẻ và giúp cho những chú rồng thu hút được nhiều tài lộc về gia đình mình. Thứ ba là người tuổi Dậu. Mặc dù trong năm nay không phải là năm may mắn với người tuổi Dậu, nhưng con giáp này có một bản lĩnh chống chọi với nhiều bất trắc, và đặc biệt trong thời gian tới thì vận may của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến một cách bất ngờ. Cụ thể, từ giờ đến Tết thì tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân và họ không ngừng giúp đỡ cho bản mệnh xây dựng trên con đường sự nghiệp mà còn đeo bám tài vận cho cả gia đình. Và dự kiến đầu năm 2020 thì tuổi Dậu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn và làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Về phần 3 là top 3 con giáp khí chất ngút trời, khôn ngoan hơn người và giàu ú ụ trong năm 2020 tới đây. Trời sinh những người thuộc top những con giáp bản lĩnh khôn ngoan này kiếm tiền cực đỉnh, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng chắc chắn sẽ trở thành một đại gia lắm tiền nhiều quả. Có nhiều đam mê bất tận với việc kiếm tiền và cộng thêm ý chí kiên định, dám nghĩ dám làm, nên ba con giáp này rất bản lĩnh và dư sức làm giàu phát tài phát lộc trong nay mai. Thứ nhất đó là người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu rất nổi tiếng là một con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và giỏi kiếm tiền. Đây là một con giáp quản lý về tài chính rất khôn ngoan và biết nắm cách nắm bắt thời cơ và không ngừng nỗ lực. Nên trước ngưỡng 35 tuổi thì Sửu đã có của nả đầy nhà, tiêu pha xả láng. Nếu năm Kỷ Hợi 2019 đã mang lại cho Sửu phúc phần đầy người thì chỉ cần bước sang tử vi năm 2020 thì con giáp này cực kỳ may mắn, sẽ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà mình và có cuộc sống sung sướng như tiên. Thứ hai đó là người tuổi Mùi. Tuổi Mùi sống tình cảm chan hòa là thế, nhưng Mùi cực lý trí trong công việc, họ rạch ròi sòng phẳng và có một tham vọng vươn lên trong cuộc sống. Nhờ thế, con giáp thông minh này được trời Phật thương yêu và quý nhân nâng đỡ, ban cho vô số những cơ hội làm giàu. Trong năm Canh Tý 2020, cát tinh sẽ soi chiếu về vận mệnh của con giáp Mùi, giúp cho họ làm ăn tấn tới, muốn nghèo cũng không được. Vậy nên dù hiện tại có trông chênh cực nhọc đến mấy thì Mùi cũng đừng nản lòng, sẽ có khổ tận cam lai, rồi bạn sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Và thứ ba đó là người tuổi Dần, là một cá tính mạnh mẽ và có mưu lược, nên người tuổi Dần sớm gặt hái thành công khi còn trẻ,
Dù làm công ăn lương thì họ cũng thăng tiến nhanh chóng, cải thiện thu nhập và làm giàu từ nghề tay trái. Con giáp này rất nhanh nhẹn, thông minh là thế, nên ai cũng phải kiêng nể, trầm trồ trước những bản lĩnh làm giàu của con giáp này. Theo sách tử vi con giáp có nói thì trong năm Canh Tý 2020 tới, vận số của Dần sẽ đỏ như son, của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ hưởng lộc, chính là phúc phần trời ban cho con giáp này đó. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.